Bữa cơm tối ở nhà hàng ly hôn. Anh cưới chị được 10 năm, giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán, nhất là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy anh. Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lì, bình thản đồng ý đòi hỏi của anh. Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng. Anh nhìn chị nói: "Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã?" Chị nhìn anh nói: "Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương nhà hàng ly hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đấy đi." Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau, lặng lẽ đi vào nhà hàng ly hôn. Anh chị vừa yên dị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: "Anh chị dùng gì ạ?" Anh nhìn chị nói: "Em gọi đi." Chị lắc đầu: "Em ít khi ăn nhà hàng, không quen gọi món. Anh gọi đi." "Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định bữa này do vợ gọi món hàng ngày người chồng thích ăn nhất và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món ký ức cuối cùng." "Thôi được." Chị hớt mái tóc xõa trước mặt ra sau, nói: "Gà luộc chấm gia vị nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất, rắc hành thái nhỏ, chân giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc." "Anh gọi gì ạ?" Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy. "Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất." Chị vội chữa thẹn cho anh. Cô phục vụ cười: "Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa ăn cơm cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng món ký ức cuối cùng nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ chồng ly hôn. Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây không có ai từ chối sự lựa chọn này." Anh chị gật đầu: "Được." Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một suất xanh lơ toàn đá đập dụng, một suất đỏ tươi còn đang bốc khói. Bữa tối này gọi là một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển. Mời anh chị thưởng thức. Cô phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng im lặng như tờ. Anh chị ngồi đối diện nhưng không biết nói gì với nhau. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: "Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây không? Bây giờ khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng nhưng là bạn, bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi." Chị rùng mình. Trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, anh chị vừa đến thành phố xa lạ này. Hai bàn tay trắng bắt đầu xây tổ ấm từ số 0. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm. Ban đêm,
chị ra hè phố bán quần áo, anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét vuông. Đời sống khổ cực nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc. Tết Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên. Nước mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay nói, thôi, thôi, khỏi cần. Anh cũng nhớ lại 10 năm qua, và sực nhớ, 5 năm nay, anh không mua hoa tặng chị. Anh vội giãy tay nói, không, phải tặng. Cô phục vụ cầm bông hồng lên, xoèn xoẹt một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc của anh chị. Mỗi người một nửa, bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc. Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi. Nói xong, cô quay người ra khỏi phòng. Em, anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay, không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời. Phục, đèn điện tắt ngắm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào. Chuyện gì thế? Anh chị vội đứng lên. Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên. Bên ngoài có người kêu thét lên. Anh. Chị nép vào người anh. Em sợ. Đừng sợ. Anh ôm chặt lấy chị. Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình chạy ra ngoài đi. Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng. Mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ nói, xin lỗi anh chị, đây là món sự lựa chọn từ đáy lòng của nhà hàng gửi tới anh chị. Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói, vừa nãy là sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không thể sống thiếu nhau. Ngày mai chúng mình đi đăng ký lại. Chị cắn môi. Anh nói thật lòng đấy chứ? Thật, anh hiểu rồi. Cô ơi, cho thanh toán. Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp, nói, đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi tặng anh chị, gọi là phiếu thanh toán vĩnh viễn, mong anh chị cất giữ mãi mãi. Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. Anh làm sao thế? Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán của mình cho chị, nói, anh có lỗi với em, mong em tha thứ. Chị cầm tấm phiếu đọc. Một gia đình ấm cúng, hai bàn tay làm lụng, ba canh ngồi chờ anh về, bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe, năm tháng săn sóc anh chí tình, 60 mẹ già vui vẻ, 7 ngày trong tuần nuôi dạy con cái, 8 phương giữ gìn uy tín của anh, 9 giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu, 10 năm hao tổn tuổi xuân, vì ai? Đó là vợ anh. Anh vất vả thật đấy, mấy năm qua em thờ ơ với anh quá. Chị đưa phiếu thanh toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc. Một mình gánh vác trách nhiệm, hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh cặm cụi bên bạn, tứ thời chạy ngược chạy xuôi, dinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu đôi mắt,
nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh, chông gai, con đường công danh. Là người phàm tục, làm sao mười phân dạng mười, lúc nào cũng tận tình với vợ con, đấy là chồng em. Anh chị ôm chầm lấy nhau, hòa lên, khóc thành tiếng.